Xin chào các em Lâu lắm rồi chúng ta mới được gặp nhau Thầy xin tự giới thiệu Thầy là Trần Văn Năng Giáo viên giáo dục công dân của học mãi Như các em đã biết Do ảnh hưởng của dịch 2K3 năm nay phải học bù Học xuyên hè Vì vậy có ít thời gian để chuẩn bị kiến thức Cho những kỳ thi quan trọng Kỳ thi Trung học phổ thông năm 2021 Và đại học có nhiều thay đổi Và đây là cái điều kiện khó khăn Cho những bạn không có cái tư thế chuẩn bị sẵn sàng ứng phó với sự thay đổi đó. Và cái cơ hội để chúng ta thi vào những trường tốt đầu là rất khó khăn. Chưa kể đến đề thi đại học thì rất rộng. Đề thi phủ kín các dạng bài từ cơ bản đến vận dụng cao. Và bên cạnh đó, các bạn học sinh 2K3 còn học lệch, chủ quan, còn có cái tâm thế hời hợt trước các kỳ thi quan trọng. Trước mắt Chính vì lẽ đó, đây là một cái yếu tố sẽ cản trở các bạn thực hiện ước mơ của mình. Bởi vì thời gian thì còn ít, trong khi đó kiến thức cần học thì lại rộng bao la và bát ngát. Từ những khó khăn như trên thì các em phải chuẩn bị một tâm thế thật là vững vàng, đó là phải nắm vững các kiến thức cơ bản. Đúng không? Tập luyện mọi dạng bài để có thể phản ứng kịp thời. Với các dạng bài mà do Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa ra trong các kỳ thi ở phía trước đang đợi các em. Giải pháp Pen 2021 môn Giáo dục công dân là một lộ trình ôn thi đầy đủ nhất, cơ bản nhất và khoa học nhất, gồm 3 bước đó là Pen C, Pen I và Pen M do thầy và học mãi xây dựng lên nhằm giúp các em trang bị đầy đủ những kiến thức cơ bản giúp các em có thể chiến đấu với mọi hình thức với cấu trúc thi chung và riêng. Bên cạnh đó thì giải pháp Pen 2021 toàn diện nó gồm ba pen đó là Pen C ôn mọi dạng bài, Pen Y luyện mọi dạng đề và Pen M tổng ôn chọn lọc. Vậy thực chất các pen này nó là như thế nào thì chúng ta hiểu rằng giống như một đứa trẻ trước khi nó chạy được thì nó phải biết nẫy, biết bò rồi biết đi. Thì lộ trình pen được sắp xếp một cách rất khoa học, đó là pen C, ôn mọi dạng bài, trang bị những kiến thức cơ bản nhất trong chương trình. Thứ hai, pen luyện mọi dạng đề, thì học mãi và thầy có đưa ra các dạng đề rất là phong phú, bám sát vào các đề chính thức của các kỳ thi trước và đề tham khảo của bộ. Còn cái pen M đó là tổng ôn chọn lọc đưa ra các phương pháp ôn có hiệu quả nhất đưa ra cách thức làm bài làm sao cho hiệu quả thì đó là ba pen và để hiểu rõ hơn về điều này thì thầy sẽ có một cái minh chứng ở đây đối với từng pen một để các em có thể hình dung rõ ràng hơn một chút đối với pen c sẽ giúp các em trang bị đầy đủ kiến thức từ nhận biết thông hiểu tới vận dụng và vận dụng cao Mỗi bài giảng kéo dài 40 đến 45 phút, cung cấp đầy đủ các chuyên đề bám sát kiến thức thi trung học phổ thông và đại học, đồng thời bổ sung các dạng bài mới, dạng bài chọn lọc để các em có thể ôn luyện một cách tốt hơn. Thứ hai đó là Penny. Chúng ta thấy rằng điều khác biệt hoàn toàn của Penny năm nay là trải nghiệm ôn thi, luyện mọi dạng đề chọn lọc dù là hình thức thi chung hay là riêng, Penny sẽ đảm bảo cho các em có thể lựa chọn đề chất lượng cao phù hợp với hình thức thi mong muốn. Còn PenM thì các em thấy rằng trong 2 tháng cuối trước kỳ thi thì các em không thể thiếu những phương pháp, kỹ năng để chinh phục các dạng bài khó mà không mất nhiều thời gian. Thì PenM sẽ là khóa học tổng ôn trọng tâm, xoáy sâu và dạng bài vận dụng cao giúp các em tăng ít nhất là hai điểm. Thì đó là ba cái pen sẽ giúp chúng ta có một lộ trình học tập khoa học và đạt hiệu quả cao. Thầy tin rằng giải pháp pen 2021 sẽ không khiến các em phải đắn đo. Các em lưu ý rằng học sớm là một lợi thế chuẩn bị vững kiến thức, chủ động tâm lý ôn thi. Đó là cơ hội tốt để các em có thể đạt được mục tiêu thi đỗ vào một ngôi trường đại học mà mình mong muốn. Và lời cuối cùng, thầy và học mãi muốn nhắn nhủ tới chúng ta như sau, đó là phải thật chủ động, quyết tâm chuẩn bị hành trang cho mình, đừng chần chừ, phải hành động ngay và nỗ lực ôn luyện thì mới có kết quả tốt. Chúc các em học tập tốt ôn tập tốt và có một mùa thi đại thắng xin chào và tạm biệt các em